chuẩn bị tinh thần chưa hai chị? Rồi. Em sẽ có 10 câu hỏi cho hai chị trả lời đồng loạt có không? Nhanh lắm, nhanh lắm. Câu này trả lời trắc nghiệm nhanh thôi, nên đừng lo. Câu số 1. Trong gia đình, chị Thanh Hằng là người khó tính nhất, đúng không? Có. Có là khó đó phải không? Có, đúng, đúng không? Không em? Dạ khó, chị khó hả chị? Em thấy ra ngoài chị dễ thương lắm, ở nhà khó ha. Câu số 2. Thở bé, chị Thanh Ngọc có hay nhõng nhẽo với chị Thanh Hằng không? Không, nãy giờ em nhìn em cũng thấy là chị Ngọc rất nhõng nhẽo với chị Hằng. Câu số 3. Chị Thanh Hằng đạt giải Mai Vàng năm 1997 vở Duyên Kiếp, đúng không? Ê, đúng. Đúng rồi. Này em cũng biết. Câu tiếp theo. Theo hai chị, những vai phản diện khi hóa thân khó hơn vai chính diện, đúng không? Đúng rồi đó quý vị. Đóng vai ác là phải hóa thân rất nhiều. Thiệt. Lúc làm việc chung, chị Thanh Hằng thường hay góp ý la rầy, đúng không? Đúng. Đó, anh ta nói chị khó là phải được, cái gì cũng có lý do. Dạ, câu tiếp theo. Khi có tiệc tùng trong gia đình, hai chị thích sum họp nấu ăn cùng nhau hơn là đi ra nhà hàng, đúng không? Theo em biết là chị Ngọc nấu ăn rất ngon, đúng không ạ? Đó, chị Hằng nấu ngon không? Bữa nào thử đi em biết. À, chị làm chân gà ngon đúng không? Đúng rồi. Đó. Bữa nay chị nấu em ăn luôn. Gà nấu tiêu cho em ăn bữa nữa ngon lắm. Hôm nay em sẽ qua nhà chị. Ok, nhớ nha. Dạ. Câu tiếp theo. Hai chị có mong muốn con cháu trong nhà theo nối nghiệp nghệ thuật của gia đình không? Trời ơi, cái niềm tự hào gia đình mình mà đúng không? Hỏi với em cũng trả lời là có. Ừ. Câu tiếp theo. Hỏi câu nào khó khó chút cơ cưng. Câu này đặc lắm. Vậy đó, mà nãy mới vô chương trình thôi. Thôi em ơi, đừng hỏi chị câu khó. Câu tiếp theo. Theo hai chị, để nổi tiếng thì yếu tố may mắn chiếm phần trăm lớn hơn, đúng không? Đúng rồi, đúng. Ai cho bạn? Ai cho mình đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ủa vậy hả? Ý chị là chị nói đúng rồi. Dạ, em nghĩ cũng vậy đó. Nói chung là cũng phải có may mắn chứ. Dạ. Câu tiếp theo. Sau khi trở về Việt Nam, chị Thanh Hằng làm giám khảo trên truyền hình Vĩnh Long, đúng không? Đúng rồi. Đó là chương trình gì ạ? Thử tài siêu nhí. Dạ, lúc đó chị có hát một cái câu rất là nổi tiếng. Chị có thể hát lại. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Là phần thi nào chị cũng sẽ kết câu như vậy đúng không ạ? Dạ, quý vị khán giả khi mà xem chương trình chắc chắn là gợi nhớ được chương trình cũng như là câu hát của chị Thanh Hằng. Cả chị Ngọc cũng vậy. Buông ra là có thể vô dây được, hay thiệt là hay luôn đúng không ạ? Hai chị em hay quá à. Trả lời gần như là đúng hết luôn, mới có 9 câu. Ủa vậy câu này coi chừng nha. Câu này coi chừng, chừng nha. Lắng tai nghe nha. Lắng tai mà nghe. Chị có thích ăn ngọt đúng hay không? Hai chị hay là một chị? Hai chị luôn. Bà thích ăn rồi, chị không thích ăn rồi sao? Thì chị nói không. À vậy à? Thì đây là câu trả lời. Thì có không? Thì chị có thích ăn ngọt không? À. Chị không. Chị Ngọc làm gì cười dữ gì? Chị ít ra thì cũng phải có một câu hai chị không trả lời được. Đó là về sở thích. Chị không thích ăn ngọt lắm. Chị không thích ăn ngọt lắm. Còn chị Ngọc là thích ăn ngọt, thích dữ lắm luôn nha. Vậy thì hai chị đã trả lời được 9 trên 10 câu rồi. Cũng hay lắm chứ. Cũng hay lắm chứ bộ. Thấy không, em không gài câu đó là dễ gì. Bởi vì em nghi cái câu cuối rồi. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mà hai chị em phải hợp tác với nhau để mà vượt qua cái thử thách này nha. Chúng ta hãy cùng đến với phần đồng sức, đồng lòng.